Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn đi thay pin con laptop MSI GF63. Con này tình trạng là pin không sử dụng được, sử dụng được một chút cả nó sẽ bị tắt nguồn. Trước khi thay mình test qua các chức năng. Ok, bây giờ mình đã tháo rồi. Những dòng này là pin nó nằm trong nên bắt buộc là mình phải tháo hết máy ra. Đây là quả pin, đấy, cáp cắm đây đấy, con này thì ổ cứng đây đấy, đây là ổ có thể chạy ổ LVME đấy, hỗ trợ thêm một ổ SATA 2.5 đấy, các bạn có thể nắp được thêm ổ nhá. Đây là quả pin mới, rất là đơn giản, con này pin nó không có ốc, nó chỉ dán bằng dính. Bình thường như laptop đời trước đây thì pin nó nằm ngoài. Trên quả pin thì nó sẽ có những cái thông số, ví dụ thông số luôn. Đấy, ví dụ như nó ghi là đây là 4500 mAh. Để mình test một lúc xem nó có lên phần trăm pin không. Đấy, lên 46 rồi. Đấy, ok. Đấy, bây giờ mình tắt máy thì mình sẽ đóng lại. Đấy, xong rồi mình sẽ lắp lại ốc. Đấy là toàn bộ quá trình thay pin laptop MSI GF63. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.